trong đó để chôn cho mình hương khói cho nó. Cái lúc mà trên cái chuyến tàu mình đi á cô, cái khoảnh khắc mà cô cảm nhận được con của mình nó yếu dần, cô sợ không? Sợ lắm, khi này ôm mấy con vừa 6 ngày 7 đêm chứ không có giấc ngủ. Có lúc nào cô ngồi cô khóc, cô nhớ về bố mẹ ngoài đó không? Ra đi thì con này vừa bệnh, đây là cha mẹ thì ở ngoài á, nửa phần thì thương con, phần thì thương nhớ cha mẹ. Nếu mà không đi thì không sợ không nuôi được đàn con ngoài quê, không cầm nổi nước mắt. Đó là những cái điều mà có thể nói là không bao giờ quên chú nhờ. Những cái giọt nước mắt nó lăn dài trên cái con đường mưu sinh từ Bắc đến Nam như thế. Khi mà vào tới ga Diêu Trì đó, không biết tại sao, tàu cứ đứng thôi. Thế cũng không nghe thông báo gì cả. Đến khoảng 4 giờ sáng nghe thông báo là đoàn tàu chúng ta gặp trục trặc là cái toa số 4 bị hư. Và toa số 4 là chính toa là mình ngồi. Cho nên ai nấy tùy nghi giải quyết. Trời ơi, lúc đó y như trên trời rớt xuống. Mà bây giờ còn có đường nào khác đâu. Và cái rương quần áo chạy qua toa số 5, đặt cái rương vào đó để gặp mấy cô thanh niên xung phong. Em ơi, cho anh gửi cái rương nhé. Thưa quý vị, ứng dụng NetLove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu và gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng NetLove. Chào cô chú ạ. Con xin được chào cô chú ạ. Dạ. Xin chào Thiên Linh, chào Ngọc Lan. Tôi là Nguyễn Trọng Tình, sinh năm 1950 tại Hà Tĩnh, đang sống ở Bình Dương. Dạ. Mời cô ạ. Còn cô ạ. Tên tôi là Võ Thị Miến, 1955. Quê quán ở Thạch Tiễn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Vậy là cô chú là hàng xóm của nhau. Hai xóm liền nhau nhưng mà cách nhau một cánh đồng. Trong cái chiến tranh thì bên làng cô ấy á, là ở trên cái đường chiến lược cho nên bị ném bom thì sơ tán về nhà, về gần nhà tôi ở. Hay quá, may quá. Tôi thì đuổi coi mày ha. Vẫn biết nhau từ nhỏ vậy nhưng mà hầu như là không có quen, không có thân lắm đâu. Vậy bắt đầu từ bao giờ mình mới thân với nhau hả chú? Với năm 1971, lúc đó tôi 21 tuổi thì là tôi đi bộ đội, bà đang học lớp 6. Yeah. Thì có biết nhau vậy thôi. Thì cho đến tháng thứ tư thì được về phép lần cuối cùng để đi B. Bà già mới hỏi là mấy hôm nay mày chơi đến đâu? Thì cũng kể đó, đi hết nhà bà con rồi chơi như vậy. Thì bà biểu, cái chỗ đáng đi thì không đi. Mày, ủa, bà con đi cả rồi. Tao với giường mày là muốn là đi lên chỗ cái liên á. Cái liên sao mà mẹ dám? Bởi vì lúc đó là tôi tuổi đang bồng bột. Yeah. Một cái điều nữa thì tôi mặc cảm với cái hoàn cảnh của tôi lúc bây giờ. Nhà thì không được là đầy đủ gì. Cộng với là cha mất sớm. Trong khi bà thì ngược lại. Bà thì là một trong những nhà khá giả, nhà khá giả của địa phương lúc bây giờ. Và lên đó thì là bà trốn đi chỗ khác. Cái ngày đầu tiên mà chú tự nhiên đi qua rồi nói chuyện với cô, rồi lúc đó cô có nghĩ gì không? Thầy ông hay nổi đấy, thầy hay nổi hay cười đấy, thầy hiền rất để ý. Để ý hả? Chúng tôi nói chuyện một lúc, có nói một câu là bây giờ tôi chuẩn bị đi rất xa, không biết ngày nào về. Ở nhà Liên có chờ tôi không? Bà cười thì bà nói là ai biết được, tôi đang còn rất nhiều năm học, chưa học mà. Bởi vì lúc đó mới học lớp 6. Mới nói đến đó thì là không còn gì để nói nữa. Trời. Rồi bắt đầu tôi đi. Lúc đó cô còn trẻ quá, mới học lớp 6. Lớp 6 tức là 12 tuổi á cô hả? Không, lớp 6 mà lúc đó 16 tuổi. Bà đây là sinh ra trong một cái gia đình này chỉ có một đứa con duy nhất. À, thành ra được một. Là bao bọc ở trong nhà, không cho đi đâu ra cả. Học hành cũng phải muôn lại. Lớp 6 mà còn quang khăn đỏ nữa. Nếu mà giờ ai 16 tuổi hay lớp 6 là mệt lắm á. Quá trình đi như vậy là 6 năm. 6 năm thì tôi cũng viết thư về rất nhiều. Nhưng ở nhà chỉ bắt được 1 đến 2 lá. Mà mỗi lá thư đó đều không trọn vẹn. Cái thì bị thiếu. Ví dụ như một mình bài viết 2 tờ thì còn 1 tờ. Có những cái lá thư là nhòe không đọc được nữa. Bởi vì hồi đó thì là trong đơn vị thì hễ mà có ai chuẩn bị được ra Bắc đó. Ví dụ như những thương binh mất sức chiến đấu rồi bệnh hoạn quá là làm nổi nữa thì người ta cho ra. Tụi tôi là bắt đầu thay nhau là cầm cùi là viết thư để gửi về cho gia đình và cho người yêu. Cái lá thư mà tới tay người đó là thường thường là 6 tháng. Viết nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng chú mới gặp có một lần chưa có tình cảm gì hết mà chú viết những gì trong đó. Ở cái vùng như vậy thì cuộc chiến tranh ác liệt như vậy thôi. Chứ không có nói chuyện tình chưa yêu. Chứ không có một cái gì về tình yêu cả. Những cái lá thư đầu tiên mà chú gửi cho cô đó,
cảm giác cô như thế nào? Thư không bắt được, ông đi vào không bắt được. Vậy thì có bắt được một lá thư nào không? Có bắt được lá thư chứ mà viết dở chừng chứ không có nhòe hết chứ không đọc được. Cũng không đọc được luôn. Rồi vậy lúc đó tức không không? Tức chứ, giật chứ mà. Mày không biết cái gì mà. Mình tức chứ không biết. Bao nhiêu lâu viết được lá thơ mà nhòe nữa, trời ơi trời, ức chứ. Tôi sinh ra thì cũng không có được học hành đến nơi chốn lắm đâu. Nhưng mà lại viết thư viết đồ thì cũng nhiều ngôn tình lắm. Chú còn nhớ một câu nào đó ngôn tình? Tôi nhớ tôi viết một cái cây thư, tôi nhớ là sau cùng tôi còn nói một câu thế này này. Thư này anh viết cho em đã dài, mà những lời muốn nói về tình cảm giữa anh và em thì còn dài hơn. Giờ đây đêm đã khuya, mưa đang đổ lớn, trời miền Đông Nam Bộ mùa này mưa lớn lắm em ơi, nước tràn mênh mông như tình cảm của anh dành cho em vậy. Trời ơi. Tôi nhớ mãi cái thư đó được viết tới tôi không về được. Nhớ về nhớ ở nhà nó không bán được. Không về được. Chắc nó không về được nha. Tức á. Chắc là tại vì mưa lớn quá nó mình. Thôi luôn. Lúc đó mà cô đọc được lá thư chắc bảo đảm là trái tim sao xuyến rồi, đập thật thật luôn vậy đó. Cái lúc mà tôi đi bộ đội thì ông già bà thì ra đi, tôi có nói là ông ạ, bây giờ con ra đi, không biết sau này về thì như thế nào, cơ thể có còn nguyên vẹn nữa hay không. Ông nói một câu rằng là con cứ đi làm tròn việc trai đi, ở nhà chúng tôi sẵn sàng chờ, sau này nếu về mà xui xẻo mà nó không nguyên vẹn thì đó là cũng vì đất nước, vì này nọ mà con phải như vậy không sao cả. Thì từ chỗ đó từ chỗ đó mà trở thành một cái niềm tin chắc đá, cho nên chắc là bà vẫn chờ, bởi vì không bắt được thư trả lời gì cả, không được rõ ràng. Chị không có bắt được thư chứ mà để ý là có cái giấy bao tử mà về trả là không có tên ông, là tôi biết ông đang ở trong chiến trường đang sống. Rồi những cái anh chàng hàng xóm đó có anh nào nhiều lắm tới với cô không? Có chứ mà tôi không nhất trí. Coi như một lòng một dạ sắt son với cái người mà chưa bao giờ có một lời yêu thương gì cả. Rất hay nha. Cái câu chuyện của cô cực kỳ hay chỗ nè. Từ một con một gia đình khá giả, xung quanh mình rất là nhiều người theo đuổi, nhưng khi đã một lời hứa của cha mẹ để theo chú, trải qua những thăng trầm như thế, cô vẫn cứ chịu đựng. Ngày xưa không thể nói là anh yêu em hay là em chờ anh hay là em ơi anh nhớ em, thì không bao giờ có, đúng không? Vậy mà tình yêu nó vĩnh cửu như thế. Hay quá. Thưa quý vị, ứng dụng Netlove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu, về gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng Netlove. Cô chú ơi, như vậy thì sau một khoảng thời gian chú đi vô trong Nam như vậy, thì lần đầu tiên khi mà cô chú gặp lại nhau á, cái cảm giác của cô chú lúc đó nó như thế nào? Mãi đến năm 76 tôi mới được về, cái lúc đó tôi nặng khoảng 40kg thôi. Thấy cô ấy cũng khác hơn ngày xưa nhiều, bây giờ là một cô thiếu nữ chững chạc rồi. Từ mấy năm ra? 6 năm. À 6 năm. Bà này là 22 tuổi rồi, và tôi là coi như là 26, 27 tuổi đó. Mẹ của cô thì nói là anh về thì anh tính chuyện đi, chứ là cùng cái lứa tuổi đó là lấy chồng hết rồi. Còn mình cố ngồi chờ thôi. Chờ. Rồi thì tới một cái ngày vào bàn cái chuyện là ngày đám hỏi đó. Thì đêm hôm đó thì là sau khi mà nói chuyện rồi đó, tôi về thì cô ấy dẫn tôi ra tới cửa. Cái cổng lúc bây giờ, cái cổng nhà quê mà, không phải như cổng mình đây là có đèn sáng rồi này nó đâu. Tôi ôm cái hụt vậy đó. Thì hai đứa đứng nói chuyện, tự nhiên là như đêm trên trời rớt xuống, làm như là hai đứa đã của nhau rồi vậy. Cầm tay bà và tôi ôm bà, đặt những cái nụ hôn đầu tiên mà có như tới tấp, mà làm như là muốn nuốt chứng luôn á, muốn nuốt chứng cổ luôn á. Nó như dồn nén bao nhiêu năm rồi à. Trong lúc này thì cô ấy cũng hồn hển, cô ấy cũng là ấy lắm. Đó là những cái giây phút mà tôi cho đó là hiếm hoi nhất và hạnh phúc nhất trên đời. Lần đầu tiên ôm một cái người phụ nữ như vậy. Cảm giác cô thế nào mà cô cứ tự nhiên để cho chú... Cô thả mặc cảm xúc của mình vậy cô? Cái cảm xúc của mình mừng lắm. À mừng hả? Rồi thì sau này thì đám cưới. Mà cái ngày đám cưới thì không một tấm hình, không một đoạn phim, rồi không có nhẫn vàng tặng, không có hoa, không có loa đài, thì không có áo dài. Cô dâu thì mặc áo màu trắng, quần lụa đen. Chú rể thì súng xính trong cái bộ quân phục. Thì tôi thấy là lúc đó là nước mắt trào ra. Mình nghĩ là coi như là cái ngày chiến thắng thì mình đã về nguyên vẹn rồi. Làm tròn nghĩa vụ với mẹ là coi như cưới dâu về cho mẹ. Cô chú có mấy người con? Khi mà cưới là năm 76, mà mãi đến năm 79 bà mới chịu mang bầu. Thì là tôi mới hỏi là tại sao hồi đó lại bà không đẻ được là sao?
Mà này, ông còn đi như vậy ở nhà sinh đẻ, lỡ mà gặp mẹ mà khó thì khổ, ai đâu mà đẻ rồi làm sao rồi nuôi con. Gặp là sợ mẹ chồng khó. Dạ. Chỉ có sợ như vậy mà không đẻ được. À, không đẻ thôi. Thế sau khi tôi về lương thì đẻ liền. Đến năm 79 thì đẻ lần đầu một thằng con trai ngon lành. Con trai đầu đồng. Đẻ ra một cái là do thắc trách cho nên là nó bị ra lành quá, nó chết. Chết mất. Trời ơi. Y như là quả bom mà ném vào cái mặt mình lúc bây giờ. Rồi thì cũng trời cho cái là đến năm 1980 thì đẻ được thằng con trai đầu lòng, thì bây giờ nó là 40 tuổi rồi. Thì nó mà đẻ cái lần thứ hai là đẻ một cặp đứa trai đứa gái, thì bắt đầu toàn bộ là giáng trong đầu rồi. Lúc đó nó quá nghèo đi, cái ta để mà lót đó nó phải đi xin đồ cũ của người ta mà mặc mà rách rưới, người ta bỏ đi rồi đó, bắt đầu về cắt ra. Nhiều khi cả một cái áo cắt được có một cái tả thôi. Bà cầm quế bà chằm lại, bỏ nước muối luộc lên rồi phơi lên để mà lót con. Cặp sinh đôi chưa biết đi, ba lại mang bầu đứa thứ ba. Trời ơi. Thì bắt đầu lúc đó là choáng váng rồi. Tôi tính cái nước là bây giờ thôi, phải đi Nam thôi. Hồi đó thì thịnh hành cái bộ phim là Chuyến Xe Bão Táp, chắc là Quyền Linh là có biết đấy, có nhớ đấy. Dạ. Yeah. Còn tôi thì đi chuyến tàu Bão Táp từ ga Vinh vào ga Hòa Hưng. Hòa Hưng tức là ga Sài Gòn bây giờ đó, 1400 cây thôi. Mà phải đi 6 ngày 7 đêm. Trời ơi, mà lúc đó là ông bà đi là ba đứa con. Ba đứa con. Rồi bụng bầu. Bụng bầu nữa. Ba đứa con mà hai đứa chưa biết đi, mà cái bụng bầu này thì cũng lớn rồi. Dạ. Yeah. Khí hậu nó thay đổi từ ở trong nhà bây giờ ra ngoài đường đi như vậy đó. Thì cái con bé đứa sinh đôi nó xuôi dần. Khi vào đến Đà Nẵng thì bà khóc, bà ôm bà khóc. Bà nói là chắc nó chết mất ông ơi. Thì là tôi mới nói là thôi bà cố ôm nó, để lỡ mà nó có chết thì mình cũng cố gắng ôm, đừng để cho ai biết cả. Ôm vọt vào trong đó để chôn, cho mình hương khói cho nó. Cái lúc mà trên cái chuyến tàu mình đi á cô, cái khoảnh khắc mà cô cảm nhận được con của mình nó yếu dần, cô sợ không? Sợ lắm, khi này ôm mấy con vừa 6 ngày 7 đêm chứ không có giấc ngủ. Có lúc nào cô ngồi cô khóc, cô nhớ về bố mẹ ngoài đó không? Cha đi thì con vừa bệnh, đây cha mẹ thì ở ngoài á, nửa phần thì thương con, phần thì thương nhớ cha mẹ, nhưng mà không đi thì không sợ không nuôi được đàn con ngoài quê. Không cầm nổi nước mắt. Đó là những cái điều mà có thể nói là không bao giờ quên, chú nhờ. Những cái giọt nước mắt nó lăn dài trên cái con đường mưu sinh từ Bắc đến Nam như thế. Khi mà vào tới ga Diêu Trì đó, không biết tại sao, tàu cứ đứng thôi. Thế cũng không nghe thông báo gì cả. Đến khoảng 4 giờ sáng nghe thông báo là đoàn tàu chúng ta gặp trục trặc là cái toa số 4 bị hư. Và toa số 4 là chính toa là mình ngồi. Cho nên ai nấy tùy nghi giải quyết. Trời ơi, lúc đó y như trên trời rớt xuống. Bây giờ còn có đường nào khác đâu. Vác cái rương quần áo chạy qua toa số 5, đặt cái rương vào đó để gặp mấy cô thanh niên xung phong. Em ơi, cho anh gửi cái rương nhé. Thì về hai tay bồng hai đứa con sinh đôi đó chưa biết đi á, chạy lên thì là đến cái bậc thang để mà bước lên cái toa tàu á, thì có cái bậc thang mà biểu hai đứa là nằm ngồi đó. Cái đó thì là chạy về dắt thằng bé và dắt ôm bà nữa là đi lên thì là hai đứa con là đang nằm đó đang ngủ thôi. Rồi thì là cái chuyến đó thì vào tới ga Bình Triều thì là bắt đầu mới bắt xe về Lai Thiêu về chỗ thằng em một ngày cái đó. À, có người em ở đó. À, rồi hôm sau mới từ đó mới trở lên nông trường cao su, là có ông chú làm trên đó. Chú đi làm cao su, rồi cô nhà chỉ có lo cho con thôi cô. Chỉ để đi làm công nhân mà lại ở được nhà trẻ. Bốn đứa đi trẻ là bốn luôn ấy. Một đứa thì lên nhóm lớn rồi, hai đứa thì đang nhỏ thì vừa cho bố trong củi. Còn cái đứa sau này thì đứa ấy vòng rồi thì mắc vòng á, chó nó nằm trong vòng á, để mình làm á. Ngôi đường hầm bắt đầu có những cái ánh sáng le lói, có nhà ở và có cơm no rồi. Bắt đầu cuộc sống nó ổn định hơn. Yeah. Con nghĩ là chú còn rất là nhiều điều muốn nói với cô, nhưng mà có lẽ là do tính cách của một người đàn ông thì họ không có nhiều cái lời lẽ để mà bày tỏ. Và ngày hôm nay thì con cầm trên tay một cái lá thư của chú viết cho cô, nhưng mà chú cũng không dám đọc đâu. Con sẽ đọc để cho cô nghe nha. Thư về quá khứ. Bà Liên thân yêu, cách đây 42-43 năm, tôi vẫn thường viết thư gửi bà. Gửi nhiều lắm, nhưng bà chỉ nhận được vài lá, và lá nào cũng không trọn vẹn. Thôi thì nay tôi viết thư này gửi bà, để trả nợ những lá thư hồi đó bà không nhận được. Bà thấy đấy, chúng ta nên vợ chồng cách đây 44 năm,
nhưng không có một ngày yêu. Đám cưới ngày 18 tháng 5 năm 1976 thì trời mưa tầm tã. Bà không có được một chiếc áo dài, không có được một đôi guốc cao gót. Rồi thì lần lượt năm đứa con chào đời trên tấm thân gầy bé nhỏ của bà. Tôi hạnh phúc và hãnh diện biết bao. Lại nhớ đến năm 86, bà uống nhầm thuốc cảm sang thuốc sốt rét. Người ta gọi tôi về thì thấy bà đã cận kề cái chết. Bà kêu tôi lại và nói ngọng nghịu với tôi rằng: anh ráng lo cho con thay em. Khi ấy tôi bàng hoàng lo lắng, tôi sợ mất bà vĩnh viễn. May mắn bà thoát chết trong gang tấc. Trở về với tôi, thật biết ơn trời Phật đã không tách rời chúng ta. Tôi đã vay của bà rất nhiều. Mặc dầu nhiều năm qua tôi đang cố gắng trả, nhưng tôi nghĩ tôi trả cho bà vẫn chưa đủ. Ngàn lần tôi xin lỗi bà, ngàn lần tôi biết ơn bà. Ngoái lại sau lưng hoài niệm các sự việc xảy ra với tôi và bà thì tôi cảm thấy sởn cả gai ốc. Không hiểu vì sao lúc đó chúng ta lại có thể vượt qua được. Nay tôi với bà đã thuộc tầng lớp cổ lai hy, chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt cho cuộc sống này, nhưng chúng ta cũng đã mua được sản phẩm tốt bà. Con cháu chúng ta trưởng thành, chăm ngoan, nhìn lên thì chúng ta chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống thì bà thấy đấy, chúng ta hãy thỏa mãn với những gì mình đang có bà nhé. Chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc viên mãn trọn đời bà nhé. Hôn bà. Cô cảm xúc thế nào rồi khi mà ông viết lá thư như thế? Cảm xúc quá. Cô có vẻ ít nói nha. Kiềm lời lắm. Dạ. Bà là có một cái tính bà là cam chịu, chịu khó vô bờ bến. Nhiều hôm con nó bệnh, tôi đi làm về mệt lắm, con bệnh thì bà ngồi bà ôm con vậy cả đêm vậy đó. Cha con nhà tôi là ngủ, tôi mở mắt thấy bà ngồi và tôi cũng muốn khóc luôn mà tôi không nhìn bà, tôi ngoảnh đi chỗ khác. Bà là cam chịu đến cỡ đó. Tôi có nói rằng là tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi khâm phục bà, tôi khâm phục bà và tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi vay bà quá nhiều mà bây giờ tôi đã trả, mà trả trong nhiều chục năm qua nhưng mà trả chưa hết cho bà. Và bây giờ thì chương trình muốn cô chú nhìn một cái câu chuyện từ con cháu của mình gửi cho mình. Hai ông bà đi thể dục với nhau này, lúc nào cũng đi quấn quýt bên nhau, giống như thể là vợ chồng son này đó. Đi là đi chợ thì cũng chở nhau đi, đi đâu cũng chở nhau đi như hình với bóng vậy đó. Người ngoài người ta nhìn còn ngưỡng mộ, không chi là con cái. Mẹ thường xuyên tâm sự là lúc mà mới từ ngoài Bắc vô, mẹ rất là cực khổ, đói lắm, để mà sinh con mà còn phải ăn sắn để thay cơm á. Anh Sơn còn nói tôi ước gì tôi bệnh thì được ăn mì đó. Con nhớ mà lúc mới về làm dâu á, lúc con bệnh mẹ cứ thường xuyên chạy vô hỏi con ơi, con trong người con đã khỏe khỏe chưa, rồi con muốn ăn gì. Cảm giác như lúc đó là con không biết nói gì, rất là nghẹn ngào, vì từ xưa giờ mình không nghĩ là mẹ chồng lại có thể gần gũi con dâu như vậy, kể cả bố cũng vậy. Con làm cho bệnh viện á, ông xã con làm anh Trơn làm ca đêm, thì bố chồng lên trong con dâu, bố lên đêm khuya thì bố nằm ở cái đá ở ngoài á, đêm khuya bố vô bố kéo mình bố đắp lên cho con á. Con đã chảy nước mắt vì con rất là cảm động. Mà chưa một người một cha chồng nào mà có thể làm những việc như vậy. Công việc như có mẹ mơ ước, như là có con trai thì thích con trai được làm công an, con gái thì thích con gái làm giáo viên, nhưng mà cuối cùng thì mấy anh em không có ai mà làm theo. Cái điều mà con cảm thấy đáng lo nhất là bệnh của mẹ. Mẹ có hai loại bệnh bây giờ, hiện tại mẹ đang bị trầm cảm và bị giãn tĩnh mạch.
Mà cái bệnh trầm cảm của mẹ thường thường là hành mẹ không ngủ được rồi mẹ ói này kia. Những lúc như vậy cảm giác nó rất là buồn. Bản tính của mẹ rất là ít nói và ít chia sẻ. Nhiều khi mẹ nghĩ gì mẹ cũng không nói ra đâu. Có lẽ là do con cháu làm cho mẹ bị hiểu. Khi mà mẹ bị vậy thì nói chung là người đầu tiên lo lắng nhất là bố. Và mẹ cũng lo lắng, nhiều khi mẹ hay nói đùa. Mẹ là sợ bố chết sớm lắm. Bố mà chết sớm là mẹ không biết sống làm sao. Tại từ trước giờ đi đâu cũng có hai ông bà, đi chợ cũng hai ông bà, ở nhà cũng hai ông bà. Nó trở thành một cái thói quen rồi. Bây giờ chỉ cần vắng ông là cảm giác như là bà chưa hình dung ra được. Hôm nay con muốn cảm ơn sâu sắc với bố mẹ. Vì bố mẹ đã cho con một người chồng rất là tốt. Cũng mong là ví dụ như mẹ phải cởi mở hơn. Hoặc là con cái và bố thường xuyên nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ này kia để mẹ có tâm trạng gì mẹ nói ra. Thì như thế là ví dụ như cái bệnh trầm cảm của mẹ từ từ nó sẽ nhẹ nhàng đi. Qua chương trình này thì con cũng mong cho bố mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh, sống vui vẻ với con cháu. Và chị tụi con sẽ phụ dưỡng cho cha mẹ chị thường biết về nhà. Con rất yêu thương ông bà nội, con mong bà nội sống lâu mạnh khỏe. Ông bà nội rất là hiền, khiến con rất tự hào. Con tên là Nhỏ Huyền, năm nay con 6 tuổi. Con rất yêu ông bà nội. Con mong ông bà nội sống lâu, chở con đi chơi, con thích qua nhà ông bà nội. Sao không biết thì chú cảm nhận như thế nào về những cái hạnh phúc mà con cháu đã gửi đến? Tôi có 3 đứa dâu, rể thì chưa có. Hiện nay là có 6 đứa cháu. Nói chung là tôi cũng rất là thỏa mãn với những đứa con và dâu của tôi. Con thấy hiện tại thì cái điều lo lắng nhất đó là bệnh trầm cảm của cô. Thì chú có suy nghĩ rằng là mình sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn để mong rằng bệnh của cô thuyên giảm không? Cái bệnh của cô mà khi phát hiện nó trầm cảm là lâu lắm rồi. Lúc đó tôi đi làm thì ít khi được phụ bá, bởi vì là làm người lô về là mệt lắm. Nhưng ở đây từ ngày mà khoảng 10-15 năm nay thì trong nhà lúc nào cũng làm 2 người. Giặt đồ xong, bốc đồ trong máy ra thì cũng 2 người ra thôi. Nếu mà là bà lo sắt thịt, cắt thịt ra thì tôi lo rửa rau. Tôi đi chờ một lần mà lỡ mà bà đang đi mua đồ, tôi đứng đó là ai hỏi nó bà đâu. Bà đang đi chờ nữa. Ồ, chứ tôi tưởng nay ông bảo huyền mình chứ. Ai hỏi nói vậy. Để đêm hôm á, cả cái khu phố rất đông. Nhà người ta là ông đi theo cái phe của ông, đàn ông với nhau. Bà đi theo cái phe đàn bà, còn tôi ngược lại. Tôi đi sau, bà đi trước. Bởi vì khi mà đi qua cái chỗ mà trống vắng thì bà sợ. Nhất là sợ, cứ chó mà sủa cái là bà sợ. Cho nên tôi phải đi kè bên đó. Đúng là ông chăm bà như một đứa trẻ vậy đó, như một em bé của ông vậy đó. Coi như không bao giờ mà rời ra. Vậy thì qua bao nhiêu năm như thế, chú nghĩ một cái bí quyết mình gìn giữ hạnh phúc cho đến trọn vẹn ngày hôm nay đó là gì hả chú? Cái điều mà cần nhất là cái người đàn ông á phải nhìn nhận cái công lao của người đàn bà đối với mình. Đó là một cái hậu phương lớn. Mà cái hậu phương đó vững chắc thì mình mới đi ra, mới mở mặt mở mày được. Quỳ Linh chúc cho ông bà mãi mãi như bóng như hình với nhau. Cứ ông đi đâu có bà đâu có ông. Ngày hôm nay thôi một cái câu nào đó trả nợ cho bà trong cái chuỗi trả nợ, vay nợ đó. Ông sẽ nói gì nào? 44 năm qua thì tôi đã sống với bà. Đến giờ này thì hạnh phúc. Tôi cho là có lẽ khó nhiều cặp vợ chồng nào được như mình đâu. Bây giờ bà hãy bỏ qua tất cả sau lưng hết. Tôi hứa là tôi sẽ chăm sóc bà và phụng dưỡng bà cho đến khi tôi không còn trên đời nữa thì mới thôi. Tôi sẵn sàng tôi bỏ hết tất cả để cứu lấy bà và nuôi bà cho đến đến chỗ. Bà ít lời, kiềm lời, chỉ cần một cái ôm thôi. Tôi muốn nói là nếu mà ai nhìn thấy tôi thì tôi là lính lữ đoàn 71. Ai mà gặp tôi thì có thể là liên lạc với tôi. Tôi rất muốn gặp các bạn nhưng bây giờ không biết ở đâu cả. Hãy liên lạc với chương trình Tình Trăm Năm. Tình Trăm Năm trên HTV7. Dạ.